Nấm là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều khoáng chất, vitamin và rất tốt cho sức khỏe. Tại Nhật Bản, người ta có thể tìm thấy khoảng 5.000 loại nấm khác nhau, chiếm 1/4 số chủng loại nấm được biết đến trên thế giới. Trong số các loại nấm ăn được ở Nhật, nấm Machitake hay còn gọi là nấm tùng nhung được đánh giá đạt tiêu chuẩn vàng bởi hương thơm và vị ngon của nó. Ngoài ra còn có nấm Maitake nổi tiếng với món tempura. Nấm shimeji là nguyên liệu quan trọng để nấu món canh nấm. Trong ẩm thực, người Nhật xem nấm là thực phẩm tinh túy của mùa thu. Có một số loại nấm rất hiếm gặp, ví dụ như nấm sau bướm. Nấm phát triển trên cơ thể đã chết của côn trùng. Từ thời cổ đại, người ta đã sử dụng nấm sau bướm để làm thuốc chữa bệnh. Đây là nấm Hachizojima, có thể phát sáng trong bóng tối. Nấm phát quang là cảnh tượng hấp dẫn nhiều người. Những năm gần đây, tại Nhật, lượng nấm thu hoạch trong tự nhiên giảm sút đáng kể, đặc biệt là nấm Machitake. Vì vậy, các chuyên gia về nấm đã cùng với nông dân tìm cách gia tăng số lượng của loại nấm quý này. Bên cạnh đó, những phương pháp mới lạ nhằm kích thích nấm trồng nhân tạo tăng trưởng cũng được áp dụng, trong đó có phương pháp sóc điện cho nấm. Chủ đề của chương trình hôm nay là nấm. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của loại thực phẩm bổ dưỡng này trong đời sống và trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Tại Nhật Bản, người ta thống kê được khoảng 70 loại nấm có thể ăn được. Sau đây là một số loại tiêu biểu. Đứng đầu là nấm Machitake, loại nấm cao cấp nhất. Đặc trưng của nấm Machitake là mùi thơm và vị béo của thịt nấm. Loại nấm này rất quý vì nó hiếm. Khác với những loại nấm mọc trên thân gỗ mục khác, Machitake không thể trồng nhân tạo mà chỉ thu hoạch được ngoài tự nhiên. Môi trường sống của nấm Machitake là các khu rừng thông đỏ, chúng mọc trên rễ của các cây thông sống. Chính vì vậy, cảnh tượng những tay nấm mọc chen chúc xung quanh các gốc cây trong một khu rừng thông tự nhiên là điều dễ thấy. Những tay nấm Machitake mới nhú thường ẩn mình bên dưới lớp lá thông. Màu nâu của tay nấm tương đồng với màu của lá mục và đất, nên người săn nấm phải rất chú ý mới phát hiện ra chúng. Hiện nay nấm Machitake rất khó tìm do số lượng của chúng rất ít. Nhưng không phải vì vậy mà người ta hái bất kỳ tay nấm nào được tìm thấy. Người săn nấm chỉ thu hoạch những tay nấm cao từ 4cm trở lên. Người Nhật có nhiều cách để thưởng thức nấm Machitake, tiêu biểu là món Dobinmushi hay còn gọi là súp Machitake trong bình trà. Thực khách bị cuốn hút bởi mùi thơm dễ chịu và vị ngọt thanh mát của món súp này. Không quá cầu kỳ như Dobinmushi, nhưng món nấm nướng trên lửa than Yaki Machitake lại giúp thực khách thưởng thức trọn vẹn hương vị đặc trưng của nấm Machitake. Tiếp đến là nấm Shiitake hay còn gọi là nấm đông cô. Loại nấm này có thân ngắn, thịt dày. Nấm đông cô không đắt đỏ và khan hiếm như nấm Machitake, nên được dùng phổ biến để làm thực phẩm tại Nhật Bản. Trong tự nhiên, nấm đông cô thường mọc trên thân cây sồi và cây dẻ đã chết. Hiện nay, kỹ thuật trồng nấm đông cô nhân tạo đã phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, sản lượng nấm cung cấp cho thị trường đa phần là nấm do nông dân trồng. Những viên gỗ nhỏ này gọi là tanegoma. Chúng giữ một vai trò quan trọng trong quá trình trồng nấm. Khi trồng nấm đông cô, người ta cắt thân cây sồi ra thành những đoạn gỗ dài khoảng 1 mét. Khoan lỗ trên đoạn gỗ và tra giống nấm vào đó. Dùng tanegoma bịt kín miệng lỗ. Đem những đoạn gỗ đã cấy giống nấm này ủ bên dưới lớp lá và cành khô của cây sam trong vòng 2 năm để ươm giống. Khi thời gian ươm đã đạt yêu cầu, lúc này nấm bắt đầu hình thành những quả thể. Người ta dựng những đoạn gỗ thành hàng trong khu rừng thông mát mẻ. Quả thể có điều kiện hô hấp tốt trong môi trường thoáng đãng, nên chỉ trong 20 tiếng đồng hồ sau là chúng phát triển thành những tay nấm mập mạp. Đợi đến khi mũ nấm nở xòe trông giống như chiếc dù là có thể thu hoạch được. Mặt dưới mũ nấm có vô số đường rãnh nhỏ, nhưng do phần thịt nấm dày nên những rãnh này không làm cho nấm bị xốp, mà trái lại chúng rất dai và có vị ngon. Nấm đông cô xào hay hầm củ quả là những món ăn có mặt thường xuyên trong thực đơn hàng ngày của người Nhật. Nấm đông cô phơi khô có thể dùng làm thực phẩm dự trữ dài ngày. Tuy không thơm và giàu dưỡng chất bằng nấm quý Machitake, nhưng nấm đông cô có ưu điểm là phổ biến và tiện lợi. Kế đến là một loại nấm hiếm mà không phải ai cũng có cơ hội tìm thấy chúng. Đó là nấm Cordyceps sinensis. Hình thù của nó khá đáng sợ.
Nấm sống ký sinh trên xác của các loài côn trùng như bướm đêm, da sầu, ong, nên nó còn được gọi là nấm sau bướm hay đông trùng. Từ xưa người ta đã sử dụng loài nấm này để làm dược liệu. Còn đây là nấm Manentake, hay còn gọi là nấm linh chi. Nấm mọc chủ yếu ở những gốc cây mục hay trên các thân cây lâu năm trong rừng. Tai nấm có hình dạng giống như chiếc quạt, rộng từ 10 đến 15cm. Trong tiếng Nhật, Manentake có nghĩa là nấm ngàn năm, ám chỉ đây là loại nấm hiếm gặp, ngàn năm có một. Ngày xưa, nấm linh chi được xem là tiên dược, biểu tượng cho sự trường thọ. Chính vì vậy, nấm linh chi rất được đề cao, hình ảnh của loại nấm này xuất hiện nhiều trong văn hóa tín ngưỡng nghệ thuật. Những bức tranh về nấm linh chi thường được người Nhật treo trang trọng trong nhà. Đảo Hachizojima nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 300 km về hướng nam. Đây là một hòn đảo núi lửa. Trên đảo có một số loại nấm rất đặc biệt, được gọi chung là nấm phát sáng Hachizojima. Trong số đó có nấm Yakotake, tên khoa học là Micena chlorophos. Nấm Yakotake phát triển mạnh vào đầu mùa hè đến cuối mùa thu, khoảng tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Ban ngày chúng trông chẳng khác gì những loại nấm thông thường, nhưng đêm đến chúng ta sẽ thấy những tay nấm bé xíu này phát ra ánh sáng xanh đẹp mắt. Dưới ánh sáng của nấm Yakotake, người ta có thể đọc được chữ trên quyển sách. Thật ra, nấm Yakotake phát sáng liên tục trong vòng 72 giờ sau khi chúng đã phát triển hoàn chỉnh, nhưng hiện tượng này chỉ có thể quan sát rõ nhất vào ban đêm. Còn đây là nấm Enashirashitake. Tên khoa học của nó là Favogladia bezizaformis. Nấm thường mọc ở giữa các đường rãnh trên lá cọ khô. Đường kính thân nấm chỉ khoảng 3mm. Khi màn đêm buông xuống, những thân nấm bé xíu bắt đầu tỏa sáng. Chúng nằm rải rác khắp nơi, tựa như những vì sao lấp lánh trên mặt đất. Theo ghi nhận của giới nghiên cứu, trên thế giới có khoảng 40 loài nấm phát quang sinh học. Đảo Hachizojima được ghi nhận sở hữu 7 loài nấm thuộc dạng này. Tại sao nấm lại phát sáng? Có giả thuyết cho rằng nấm phát sáng để thu hút các loài động vật hoạt động ban đêm, giúp phát tán giao tử. Nhưng bất kể vì lý do gì, cảnh tượng nấm phát sáng luôn là điều mà khách du lịch muốn chiêm ngưỡng nhất khi đến đảo Hachizojima vào mùa mưa. Trong lịch sử, người Nhật đã biết dùng nấm làm thực phẩm từ thời tiền sử Jomon. Các nhà khoa học đã xác nhận điều đó qua di chỉ khảo cổ thời Jomon, được phát hiện ở thành phố Kita Akita thuộc tỉnh Akita. Cách đây 18 năm, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số tai nấm quá thạch. Họ tin rằng người xưa đã dùng chúng làm phẩm vật dâng lên thần linh để cầu cuộc sống bình an. Đến thời Nara, thế kỷ thứ 8, nấm được xem là tinh hoa của mùa thu, một loại thực phẩm quý và bổ dưỡng. Không chỉ được dùng để làm thức ăn, hình ảnh của nấm còn xuất hiện trong tác phẩm Dạng Diệp Tập, tuyển tập thơ lớn nhất và cổ xưa nhất của Nhật Bản. Trong một bài thơ ngắn, tác giả đã ca ngợi đặc tính của nấm và gọi nó là tặng vật mùa thu mà trời đất đã ban tặng cho con người. Loại nấm được đề cập trong bài thơ là nấm Machitake thơm lừng. Ngày xưa, Machitake là cao lương mỹ vị chỉ dành cho hoàng gia và giới quý tộc. Vào thời Kamakura, thế kỷ 12, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thiền tông tại Nhật Bản, thì các món ăn chay cũng trở nên thịnh hành. Theo giới luật, các tăng lữ không được ăn thịt động vật, vì vậy bữa ăn của họ được chế biến hoàn toàn từ rau củ quả. Nấm được xem là nguồn dưỡng chất quan trọng trong các món chay. Nấm đông cô được sử dụng nhiều nhất, bởi lẽ chúng giàu chất dinh dưỡng mà lại rất phổ thông. Đến thời Edo, thế kỷ thứ 17, nấm được dùng rộng rãi trong dân chúng và trở thành thực phẩm quen thuộc hàng ngày. Giai đoạn này, nước Nhật thanh bình sau thời gian dài nội chiến, người dân bắt đầu nghĩ tới ăn ngon mặc đẹp. Đây cũng là thời kỳ hoàng kim của nền ẩm thực Nhật Bản. Các món ăn mới cùng với sách dạy nấu ăn lần lượt ra đời. Trong đó có vô số món ăn được chế biến từ nấm Machitake, nấm đông cô và nấm sò Hiratake. Ước tính có khoảng 9 loại nấm được dùng làm thực phẩm vào thời này. Để cung ứng cho nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, nông dân bắt đầu trồng nấm đông cô khi số lượng nấm trong tự nhiên có giới hạn. Nấm Machitake thu hoạch trong các khu rừng được đem bán ở thành thị,
nơi những người giàu có sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua chúng. Nấm không chỉ là mối quan tâm của các đầu bếp, mà chúng còn được giới nghệ sĩ mang lên sân khấu. Đây là một cảnh trong vở kịch mang tên Kusabira, có nghĩa là nấm, được trình diễn trên sân khấu hài kịch Kyogen, một loại hình kịch cổ điển của Nhật Bản. Cốt truyện khá đơn giản nhưng lại khiến khán giả không thể nhịn cười. Vở kịch nói về Nomura Manosuke, một quý tộc bị lũ nấm quấy rối. Nhà của ông bỗng dưng mọc lên rất nhiều nấm. Mỗi khi nhổ chúng đi thì sáng hôm sau chúng lại xuất hiện. Manosuke phải nhờ đến thầy tu trẻ tuổi Mansa giúp đỡ. Lúc đầu Mansa cảm thấy hốt hoảng trước sức sống mãnh liệt của lũ nấm, nhưng anh vẫn tuyên bố sẽ làm mọi cách để tiêu diệt chúng. Giải pháp mà anh chọn là niệm thần chú xua đuổi nấm. Nhưng không ngờ càng niệm thần chú, nấm càng mọc nhiều hơn. Không nản lòng, Mansai tiếp tục niệm thần chú và nấm tiếp tục mọc. Bất tình lình, quỷ dương nấm xuất hiện, các tay nấm cùng biến hình để báo thù. Đó chỉ là câu chuyện hư cấu. Thực tế, từ xưa đến nay, người Nhật luôn xem nấm là nguồn thực phẩm thân thiện và bổ dưỡng. Thị trấn Iwaizumi thuộc tỉnh Iwate được bao bọc xung quanh là núi. Sản vật nổi tiếng của vùng đất này là nấm Machitake. Iwaizumi có 20.000 hecta rừng thông đỏ, là môi trường lý tưởng để nấm Machitake sinh trưởng. Tuy nhiên, so với cách đây nửa thế kỷ, lượng nấm Machitake thu hoạch tại thị trấn nhỏ này đã giảm rất mạnh. Không riêng Iwaizumi mà trên cả nước Nhật, nếu 50 năm trước mỗi năm người ta thu hoạch 5.000 tấn nấm Machitake, thì hiện nay con số này chỉ còn 100 tấn. Năm 2003, chính quyền thị trấn Iwaizumi quyết tâm khôi phục số lượng nấm Machitake trong tự nhiên thông qua một kế hoạch chi tiết có sự tham gia của giới khoa học. Đứng đầu dự án là giáo sư Yoshimura Fumihiko. Ông Yoshimura từng có nhiều năm nghiên cứu về nấm Machitake tại trường đại học Kyoto. Công việc đầu tiên mà ông Yoshimura và các thành viên trong nhóm phải làm là đi thực tế để tìm hiểu tại sao các rừng thông của địa phương lại không có nhiều nấm như trước đây. Ngày xưa, người dân thị trấn Iwaizumi sinh sống chủ yếu bằng nghề làm than từ gỗ của cây thông trong rừng. Sinh kế gắn liền với rừng thông nên họ ra sức chăm sóc cho chúng. Tuy nhiên, khi nước Nhật bước vào thời kỳ phát triển kinh tế thần tốc ở những năm 1970, lực lượng lao động trẻ ở Iwaizumi đổ về thành thị kiếm sống. Nghề làm than dần mai một và các rừng thông cũng bị bỏ phế. Ông Yoshimura cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến nấm Machitake dần biến mất trong tự nhiên ở Iwaizumi. Qua những chuyến đi thực tế, nhà nghiên cứu về nấm này nhận thấy trong các khu rừng, lá thông và cành khô phủ dày trên mặt đất. Điều đó đã hạn chế nước mưa thấm sâu vào trong đất. Hơn nữa, nhiệt độ bên dưới lớp lá mục lại rất cao, không thuận lợi cho nấm phát triển. Đặc tính sinh trưởng của nấm Machitake là sống bám vào rễ cây thông trong điều kiện có đủ nước và nhiệt độ không quá cao. Khi đã xác định được nguyên nhân khiến sản lượng nấm suy giảm, ông Yoshimura tổ chức một số buổi trao đổi với các chủ rừng ở Iwaizumi. Ông giải thích với họ về đặc điểm sinh trưởng của nấm Machitake, đồng thời thuyết phục họ tích cực chăm sóc rừng thông. Các chủ rừng đã đồng ý hợp tác, họ tỉa cành cây cho khu rừng thông thoáng và dọn những lớp lá khô dưới gốc thông. Ngay trong mùa nấm của năm 2003, thị trấn Iwaizumi thu hoạch được 6 tấn nấm Machitake. Gần 10 năm sau, tức vào thời điểm hiện nay, sản lượng nấm hái được tại các rừng thông ở Iwaizumi đã tăng gấp 3 lần. Mỗi ngày, vào mùa thu hàng năm, người dân địa phương lũ lượt vào rừng hái nấm. Bữa tiệc nấm Machitake hôm nay được mọi người tổ chức để ghi nhận công lao của ông Yoshimura. Những phương pháp giúp nâng cao sản lượng nấm Machitake trong tự nhiên của ông Yoshimura không chỉ mang lợi ích về cho thị trấn Iwaizumi mà cho cả ngành sản xuất nấm của Nhật Bản. Nhiều địa phương trên khắp cả nước đã bắt đầu ứng dụng chúng và đạt kết quả rất khả quan. Nấm Machitake đang hồi sinh mạnh mẽ trong các rừng thông bạc ngàn của xứ sở của anh đào. Từ mùa thu đến mùa đông, trên bàn ăn của người Nhật không thể thiếu món lẩu nấm Hiratake. Đây là hình dạng của nấm Hiratake trưởng thành. Thật ra, chúng được làm từ một loại thực vật có thân dài. Những cọng giá mượt mà này là đặc sản của tỉnh Fukushima. Nấm Hiratake có nguồn gốc từ giá.
Công ty sản xuất giá cũng là nơi trồng nấm Hiratake. Người ta đã tận dụng phế phẩm của giá để làm nấm. Giá chứa chất dinh dưỡng, giàu vitamin C và E, lại có tính mát nên được nhiều người ưa thích. Giá của tỉnh Fukushima được làm từ những hạt đậu xanh tuyển chọn nên chất lượng rất cao. Chúng tôi đang có mặt tại một khu vực trồng nấm Hiratake. Ở đây, nấm được trồng trong những chiếc lọ bằng nhựa. Nhìn những tay nấm như thế này, không ai nghĩ rằng chúng được sản sinh từ giá. Giá sau khi ủ công nghiệp, máy sẽ lọc bỏ phần vỏ đậu xanh. Phế phẩm này vẫn còn nhiều dưỡng chất. Người ta tiếp tục dùng chúng để làm ra một sản phẩm khác, đó là nấm Hiratake. Dùng vỏ đậu để trồng nấm là kết quả của nghiên cứu kéo dài 2 năm của công ty sản xuất giá ở Fukushima. Đây chỉ là một trong hàng loạt thành công mà người Nhật đã đạt được trong lĩnh vực trồng nấm. Nỗ lực của con người cùng những thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng đã giúp Nhật Bản trở thành một trong những quốc gia có nguồn nấm đa dạng nhất trên thế giới. Và người dân nước này được cho là những thực khách thưởng thức nhiều loại nấm nhất.